TS 230 rồi con. Quá đã luôn. Quá trời, TS 230. Quá đã luôn. 230 rồi con. Quá trời. Sản xuất lắp ráp tại Indonesia nha. 23 ngựa. Quá đẹp rồi con ơi. Chà má nện nha trời, má hết hồn. Má gắn xe cổ lúa hay ủ chẹt ủ ghe là ok luôn. 230. Dân ma, sản xuất lắp ráp tại Indonesia. Không nhớ luôn. Nó làm theo công nghệ của Nhật Bản nè con. Theo bản quyền của Nhật Bản nè. Hồi xưa là TF cũng nằm cái bơm nhất đây theo bản quyền của Nhật Bản luôn nè. Quá đã luôn. Bô treo luôn à, bô da treo luôn rồi con. Quá trời đẹp. Này gắn vô xe cộ luôn cũng ngon nè. Cộ phát điện nè. Lúa là ok luôn. Họ nó chấn dậy lực lắm mà. Đẹp cực kỳ. Quá đẹp. Này cũng xà lan ha, đủ đồ tí nha. Ờ, mà chạy xẹt chạy xà lan nữa. TS 230 sản xuất Indo. Theo chuẩn bản quyền Nhật Bản nè. Nó nặng là 202 kg rồi con. Có máy không là nặng 202 kg nè. Máy nặng 202 kg. Tổng trọng lượng 250. Toàn thân khung bổng luôn là 259 kg, khung sắt luôn nè. Đẹp rồi con ơi. Quá chắc chắn luôn. Bô treo luôn. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. TS. Bán rồi anh ơi. Nó bán rồi. Quá trời đẹp. Phụ tùng tặng theo luôn con, đồ nghề. Bu ly có sẵn luôn, đời này có bu ly nè. Quá đẹp. Máy này nè con nào xe cổ hay nè. Quá luôn rồi nè.